Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Việt Trì vừa phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho người có công, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Thụy Vân. Đã có gần 200 người có công, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo, cận nghèo được khám nội tổng quát, siêu âm, điện tim, khám tai mũi họng và cấp thuốc miễn phí. Chương trình là dịp để các cấp Hội Chữ Thập Đỏ của tỉnh cùng với toàn đảng, toàn dân tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, đồng thời góp phần thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn của dân tộc.